Thưa quý vị, sinh nở là chuyện hệ trọng ảnh hưởng tới sức khỏe của người mẹ và trẻ sơ sinh, vì vậy rất cần có sự chăm sóc y tế. Tuy nhiên, tại xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, có đến 70% các bà mẹ tự sinh con tại nhà mà không có sự trợ giúp về y tế. Tình trạng này dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh rất cao. 35 tuổi, chị Lý Thị Nương ở thôn Cốc Cán, xã Dìn Chin, huyện Mường Khương đã trải qua 6 lần vượt cạn. 6 lần mang nặng đẻ đau, nhưng chỉ có 3 lần chị giữ được con. 3 lần đầu, do tự đỡ đẻ ở nhà, không ra trạm y tế, nên các con chị đều bị chết ngạt trước khi chào đời. Ngay cạnh nhà chị Nương, chị Thiền Thị Vương, 21 tuổi, cũng đã trải qua 2 lần sinh nở. Nếu mẹ tròn con vuông, thì cháu lớn của chị năm nay đã 3 tuổi. Nhưng do tự sinh ở nhà, chị bị băng huyết, dù người thân phát hiện, kịp thời đưa đi viện, nhưng vẫn không cứu được con. Nếu như mà chị hiểu biết sớm hơn, rồi được tư vấn nhiều hơn, ấy, rồi được đi siêu âm, ấy, thì được đỡ đẻ ở cái bệnh viện mà tốt, ấy, thì em nghĩ là con sẽ không mất đâu, đúng không? Vâng. Thì có phải là do sự hiểu biết của mình hơn hay là do số phận? Do số phận. Vẫn do số phận. Vâng. Chính vì suy nghĩ như vậy, nên việc đến trạm y tế thăm khám thai, sinh nở đối với nhiều người dân ở xã Dìn Chin còn e ngại. Có đến 70% bà mẹ ở đây lựa chọn hình thức sinh con tại nhà. Đáng chú ý, việc sinh nở này lại hoàn toàn tự bản thân người mẹ vận động mà không có sự trợ giúp từ các cán bộ y tế. Trong sản khoa thì cái tai biến xảy ra bất kỳ lúc nào. Không có một cái, nhiều khi có những tai biến mà không có dự báo trước. Có người đang khỏe bình thường thôi nhưng sau khi sinh con ra là cái băng huyết, không ai dự đoán trước được cả. Và như thế thì có thể sản phụ sẽ mất máu rất nhiều, còn thậm chí có thể gây nên tử vong. Nâng cao nhận thức về sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh cho bà con dân tộc Nùng ở Dìn Chin cũng như đồng bào các vùng miền núi khác đang là yêu cầu cấp bách đặt ra. Dự thảo luật bảo vệ chăm sóc trẻ em sửa đổi sẽ được trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 sắp tới cũng nhấn mạnh. Bảo đảm trẻ em được sinh ra an toàn, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng và công bằng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Điều này sẽ tạo hành lang pháp lý, đảm bảo cho công tác tuyên truyền, vận động và chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh trên địa bàn cả nước.